Xin chào tất cả em. Ở video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sang các cái bài tập phần luyện tập trang 24-25 sách giáo khoa toán lớp 5 nhé. Đầu tiên đó là bài tập số 1. Liên đoàn trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn và 300 kg giấy vụn. Liên đoàn trường Hoàn Diệu thu gom được 2 tấn và 700 kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được gì? 50.000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom thì sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh? Vậy trước tiên các em sẽ xem thử là tổng số số giấy vụn mà hai trường thu gom được bao nhiêu. Các em sẽ lấy cái số giấy của trường Hòa Bình thu gom được, các em cộng với số giấy của trường Hoàng Diệu thu gom được đấy, và các em lấy cái số giấy này các em đổi ra tấn. Rồi cứ biết là cứ 2 tấn thì thu gom được 50.000 quyển vở. Vậy thì các em xem thử là cái số giấy của hai trường này gấp bao nhiêu lần. Cái con 2 tấn này, số giấy gấp bao nhiêu lần thì số quyển vở sản xuất được nó cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Và chúng ta làm. Đấy là cái cách làm. Vậy bài số 1 này. Bài số 1, cô làm sang đây nhé. Trước tiên, kem đi đổi cho cô. Kem sẽ đi đổi 1 tấn 300 kg. 1 tấn 300 kg thì các em đổi hết về kg, đổi đưa về cùng đơn vị là kg cho cô. 1 tấn này thì bằng 1.000 kg, cộng thêm với 3 kg nữa thì nó sẽ bằng 1.300 kg. 2 tấn tương tự, em đổi 2 tấn 700 kg. 2 tấn đổi từ tấn sang kg, kem thêm 3 số 0, như vậy nó sẽ bằng 2.000 kg, cộng thêm 700 nữa bằng 2.700 kg. Kem sẽ tìm số kg giấy mà cả hai trường thu gom được sẽ là số kg giấy cả hai trường thu gom được. Các em sẽ lấy cái số giấy của trường Hòa Bình này thu gom, các em cộng với số giấy của trường Hoàng Diệu. Vậy Hòa Bình là 1.300, cộng với Hoàng Diệu 2.700, như vậy sẽ bằng 4.000 kg, sẽ thu gom được 4.000 kg giấy. Mà 4.000 kg thì chính bằng 4 tấn, đúng chưa, bằng 4 tấn giấy. Ê, cứ 2 tấn thì sản xuất được là 50.000 cuốn vở học sinh. Như vậy các em xem thử 4 tấn gấp 2 tấn số lần sẽ là 4 tấn này gấp 2 tấn số lần là, kem lấy 4, kem chia cho 2 bằng 2 lần. Khi số giấy mà gấp 2 lần thì số vở học sinh cũng sản xuất được gấp 2 lần lên, đúng không ạ? Như vậy cứ 2 tấn này thì sản xuất được 50.000 cuốn vở. Thế bây giờ số giấy gấp lên 2 lần thì số học sinh cũng gấp lên 2 lần. Kem lấy 50.000, kem nhân 2 lên thì nó sẽ bằng 100.000. Vậy số giấy hai trường thu gom được sản xuất được số cuốn vở học sinh là số giấy hai trường thu gom được
sản xuất. Được. Số vở học sinh sẽ là 7, số vở bây giờ sẽ gấp đôi lên, gấp 2 lên. Kem lấy 50.000. Kem nhân 2. Như vậy thì sẽ sản xuất được 100.000 cuốn. Đáp số của chúng ta sẽ là 100.000 cuốn. Cuốn vở đấy. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Tiếp theo các em sẽ sang bài tập số 2. Bài tập số 2 này. Một con chim sâu thì nặng 60g, con đà điểu nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu? Như vậy, khi mà muốn xem thêm thử con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần thì các em sẽ lấy khối lượng của con đà điểu chia cho khối lượng của con chim sâu, nhưng mà phải cùng một đơn vị nhá, cùng đơn vị. Chưa cùng đơn vị, nếu mà bạn nào để như thế này này, lấy 120 chia cho 60 là sai. Bởi vì ở đây đơn vị bên này là kg, còn bên này là gam. Hai đơn vị khác nhau chúng ta không chia được nhá. Vậy thì trước tiên các em phải đổi cái này ra gam này. Từ kg sang gam các em nhân với 1.000 hoặc các em thêm 3 chữ số 0. Sau khi đổi về đơn vị gam rồi các em mới lấy cái đơn vị sau khi em đổi các em chia. Đấy, để chúng ta biết là con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần chim sâu. Vậy bài tập số 2. Bài 2. Trước tiên các em đổi cho cô 120kg. Các em muốn đổi sang gam thì các em nhân với 1.000 hoặc là các em thêm 3 số 0. Sau khi đổi ra rồi thì chúng ta sẽ có là con đà điểu. Con đà điểu nặng gấp con chim sâu số lần là con đà điểu hoặc là nặng hơn con chim sâu số lần là. Đưa về cùng đơn vị rồi, các em mới lấy khối lượng đà điểu là 120.000. Các em chia cho khối lượng chim sâu 60. Như vậy 120 chia 60 thì bằng 2 này. Thêm 3 số 0. Như vậy nó sẽ nặng gấp 2.000 lần. Đáp số là sẽ nặng gấp 2.000 lần. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 2. Tiếp theo cô và em sẽ sang bài tập số 3 nhé. Bạn nào cần hãy dừng video giảng của cô để một chút. Bài tập số 3 này. Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ. Và cái mảnh đất này được ghép bởi hai hình. Thứ nhất là hình chữ nhật A, B, C, D. Và thứ hai đó là hình vuông C, E, M, N. Như vậy, muốn tìm diện tích cả mảnh đất thì các em sẽ tìm diện tích của hình chữ nhật này. Diện tích của hình vuông này
Sau đó các em cộng hai cái diện tích này lại thì nó sẽ ra được diện tích của toàn bộ cái mảnh đất. Đúng không? Diện tích hình chữ nhật thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng là 14 nhân 6. Còn diện tích hình vuông các em lấy một cạnh, các em nhân với chính nó, tức là lấy cạnh nhân cạnh, 7 nhân 7. Rồi các em cộng kết quả lại. Bài tập số 3. Trước tiên các em đi tìm cho cô diện tích hình chữ nhật ABCD. Diện tích của hình chữ nhật ABCD. Mình tìm diện tích hình chữ nhật, các em lấy chiều dài, các em nhân với chiều rộng. Các em có thể nhát ra 14 x 6. 4 x 6 x 4 24, viết 4 nhân 2. 6 x 1 bằng 6 nhân 2 8. 84 mét vuông. Rồi, các em tìm tiếp cho cô diện tích hình vuông. CEMN. Muốn tìm diện tích hình vuông, các em lấy cạnh nhân cạnh. 7 x 7 bằng 49 mét vuông. Các em cộng hai cái diện tích này thì nó sẽ ra được diện tích của mảnh đất. Muốn tìm diện tích mảnh đất thì các em cộng 84 cộng 49. Mười ba nhớ một, tám cộng bốn mười hai nhớ một bằng 13, 133. Đáp số. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3. Tiếp theo chúng ta sang bài tập số 4. Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD, nhưng có kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD. Như vậy, trước tiên các em sẽ vẽ cho cô cái hình chữ nhật, tính cho cô cái diện tích của hình chữ nhật ABCD. Trước tiên các em đi tìm cho cô cái diện tích của hình chữ nhật ABCD. Đây, diện tích thì em lấy chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy diện tích này nó sẽ bằng 12 cm. Vậy thì em sẽ viết cái con 12 này. 12 này bằng tích của hai số khác nhau. Đấy, tích của hai số khác nhau mà nó ra 12 thì chúng ta xem nên thử là cái hình chữ nhật có kích thước bằng bao nhiêu. Vì kích thước thì nó bằng chiều dài nhân chiều rộng, mà chiều dài thì nó phải khác chiều rộng, đúng không ạ? Vậy các em sẽ xem 12 bằng tích của hai số khác nhau là hai số nào.
Ở đây người ta vẽ một hình chữ nhật thôi. Đấy, chị kêu con với em vẽ một hình thôi. Vậy các em viết này. Cái số 12 thành tích của hai số khác nhau. Và hai số đó khác số 3 và số 4 nhé. Nó phải khác 3 và 4 đi. Vì 3 và 4 thì đây rồi, đúng không? 12, cô lấy bằng 2 x 6 chẳng hạn. Bạn nào viết thành bằng 1 x với 12 thì cũng được nhá. 1 x với 12 thì lúc đó chiều rộng sẽ là bằng 1, chiều dài bằng 12. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ đấy thì nó lệch quá, đúng không ạ? Chiều dài chúng ta chia 12 phần, chiều rộng chúng ta lấy 1 phần thôi. Thì nó vẽ hơi khó. À, còn ở đây cô sẽ lấy cái tỷ lệ là 2 và 6, tức là nó gấp nha, hơn kém nhau 3 lần để cô vẽ thì dễ hơn nhá. Còn bạn nào viết 1 nhân với 12 thì hoàn toàn được nhá. Đấy, rồi em vẽ hình ra. Như vậy ta có thể vẽ một cái hình chữ nhật, đó là gì? EFGH chẳng hạn, có hai kích thước, đó là 2 chiều rộng 2, chiều dài 6, và nó cũng có diện tích bằng 12. Vậy ta có thể vẽ cái hình chữ nhật EFGH có chiều rộng bằng 2 cm, chiều dài 6 cm, thì cũng có diện tích đúng bằng diện tích của ABCD. Bằng diện tích của hình ABCD. Vì nó cũng có diện tích là bằng 12 đây này. Đấy. Vậy các em vẽ ra. Vẽ cho cô một cái hình mà có kích thước là chiều rộng bằng 2, chiều dài bằng 6. Chiều dài bằng 6 này, chiều rộng bằng 2 này, đấy. Như vậy cái hình chữ nhật này nó cũng có kích thước bằng cái diện tích của nó ra cũng có cái diện tích bằng diện tích của cái hình chữ nhật ABCD người ta cho, đều bằng 12 cm. Đây cô đặt là MN EFGH đúng không ạ? EFGH cái này là bằng 6 cm này, cái này bằng 2 cm này. Đấy, thì diện tích của nó sẽ bằng 6 x 2 thì cũng bằng 12 cm, đúng bằng diện tích của cái hình chữ nhật ABCD. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được toàn bộ các bài tập ở trong sách giáo khoa bài luyện tập trang 24-25 sách giáo khoa toán lớp 5. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài học của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo. Để nhận được các video mới nhất thì các em hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta nhận được các video mới nhất nhé.